6 bộ phim Hoa ngữ lấy bối cảnh Thượng Hải nổi bật nhất không thể bỏ qua. Thứ nhất, Tân Dòng Sông Ly Biệt năm 2001. Sẽ thật là một thiếu sót nếu không nhắc đến Tân Dòng Sông Ly Biệt trong danh sách những phim có bối cảnh Thượng Hải đáng xem. Năm 2001, cơn sốt phim Hoa ngữ Tân Dòng Sông Ly Biệt lan rộng mạnh mẽ trên phạm vi toàn châu Á, trong đó có Việt Nam. Được biết, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Yên Vũ Mông Mông của tác giả nổi tiếng Quỳnh Giao và được tham gia diễn xuất bởi những tên tuổi nổi tiếng. Bộ phim đã thành công đến nỗi mà tại thời điểm đó, đi đâu làm gì cũng nghe người ta bàn tán sôi nổi. Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải trong bối cảnh chiến tranh Trung Nhật nổ ra những năm 30 của thế kỷ trước. Lục Như Bình và Lục Y Bình là chị em cùng cha khác mẹ với nhau. Trong khi Như Bình luôn luôn được biết đến là một người dịu dàng và xinh đẹp, thì Y Bình lại lạnh lùng và cứng rắn do những tổn thương trong quá khứ. Trớ trêu thay, ký giả Hà Thư Hoàn đem lòng yêu Y Bình, trong khi Như Bình thì một lòng thích anh. Song song đó, đồng nghiệp Đỗ Phi đem lòng cảm mến và yêu thức Như Bình. Mối tình chất trời này sẽ đi đến hồi kết như thế nào giữa chốn Thượng Hải đầy rẫy nguy hiểm thời chiến? Thứ hai, Tân Bến Thượng Hải năm 2007. Được phát sóng vào năm 2007, đây là phiên bản được nhiều người xem đánh giá là hay nhất khi nói về thời kỳ dân quốc Trung Hoa. Từ nội dung tới diễn xuất, thật không có gì có thể đem ra chê được. Khi rơi vào trường hợp yêu hận bắt buộc phải phân minh, chúng ta sẽ làm gì? Câu trả lời sẽ có trong Tân Bến Thượng Hải. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Hứa Văn Cường, một thanh niên yêu nước và có chí lớn đến Thượng Hải để lập nghiệp. Tại đây, anh vô tình gặp gỡ và cứu được Phùng Trình Trình, con gái của một nhân vật khét tiếng nhất Thượng Hải thời bấy giờ là Phùng Kính Nhiêu. Từ lần đó, mọi may mắn đến với Văn Cường và anh dần có được một vị thế cao ngất trong xã hội Thượng Hải thời đó. Tuy nhiên, một lần vì phá được đường dây buôn bán thuốc phiện của Phùng Kính Nhiêu mà mối tình giữa anh cùng Trình Trình đi vào bế tắc. Bên tình, bên hiếu, con đường nào cho cả hai? Thứ ba, Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm năm 2015. Sự kết hợp ăn ý của Huỳnh Hiểu Minh và Trần Kiều Ân vào năm 2015 trong bộ phim Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm đã thực sự gây tiếng vang trên toàn châu Á. Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 30 của thế kỷ thứ 19, bộ phim nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ bởi nội dung cùng không gian lịch sử thời dân quốc. Đặc biệt, tác phẩm của đạo diễn Lâm Hợp Long khắc họa rất rõ nét một Thượng Hải xa hoa mạo hiểm nhưng cũng không kém phần lãng mạn đúng như tên gọi của bộ phim. Vì cứu người, cả gia tộc nhiều đời hành y nhà họ Vinh chìm trong biển máu chỉ sau một đêm. May thay, đứa con gái duy nhất nổi tiếng thiện lương và xinh đẹp là Vinh Cẩm Tú lại may mắn thoát chết. Để quyết tâm làm rõ cái chết gia đình mình và trả thù, cô đã rời quê nhà đến Thượng Hải. Trên chuyến tàu định mệnh, cô gặp và vô tình cứu Tả Chấn, một nhân vật lớn và có tiếng tăm tại xứ Thượng Hải. Trải qua những lần gặp mặt, hai người dần hiểu và nảy sinh tình cảm cho nhau. Thế nhưng, liệu một Thượng Hải thế loạn tình tiền, liệu có để tình yêu hai người yên ổn? Thứ tư, Kẻ Ngụy Trang. Kẻ Ngụy Trang ngay từ thời điểm ra mắt được xem là một làn gió mới cho phim ảnh Hoa ngữ. Tại thời điểm đó, rating của bộ phim nhanh chóng đạt mốc là 2,262% cùng nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả. Lời khen từ kịch bản chuyển thể xuất sắc cho đến diễn xuất đa tài của các diễn viên thực lực, bộ phim là một tác phẩm đáng xem hơn bao giờ hết. Bộ phim xoay quanh ba anh em trong một gia đình là Minh Kính, Minh Lâu và Minh Đài. Trong bối cảnh chiến tranh Trung Nhật tại Thượng Hải, Minh Đài phải giấu đi thân phận thật sự của mình là một gián điệp để che mắt Hán gian cùng quân Nhật, thậm chí cả gia đình mình. Trải qua từng tập phim, người phim liên tục hồi hộp và lo lắng cho thân phận của Minh Đài khiến nó trở thành yếu tố thu hút khán giả. Thứ năm, Thượng Hải Phồn Hoa năm 2017. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Phỉ Ngã Tư Tôn, Thượng Hải Phồn Hoa được mong đợi ngay từ những ngày đầu công bố dự án. Bộ phim kể về câu chuyện của cô phóng viên tội nghiệp Đỗ Hiểu Tô. Để quên đi cái chết của người yêu mình, một vị bác sĩ tài ba tên là Thiệu Trấn Vinh, cô lao đầu vào công việc không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, cô không biết phía sau luôn có một người dõi theo mình, đó là Vũ Tranh. Vũ Tranh là hiện thân của tuyết người luôn âm thầm theo dõi người mình yêu từ phía sau và ẩn danh ra tay giúp đỡ. Ở hiền nhưng chẳng gặp lành, Vũ Tranh bị người khác hãm hại và nhanh chóng đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc này đây, vai trò của Hiểu Tô bắt đầu phát huy trong phim và giúp anh lấy lại tất cả những gì đã mất. Thứ 6, Chúc Mộng Tình Duyên năm 2019. Ngay từ thời điểm công bố dự án, Chúc Mộng Tình Duyên, tên cũ là Cự Tượng, nhanh chóng được khán giả khắp nơi đón nhận bởi sự kết hợp vô cùng ngọt ngào của Hoắc Kiến Hoa và Dương Mịch.
Trong phim thì Hoắc Kiến Hoa vào vai Thần Kỳ Nam, một anh tài trong ngành kiến trúc có quá khứ nghiệt ngã khó quên. Anh bắt đầu cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng và nhanh chóng tạo được danh tiếng trong giới xây dựng tại Thượng Hải. Trong sự nghiệp của mình, anh gặp được Phó Quân Hàm, một người có tiếng không kém trong ngành kiến trúc. Và từ đây, những sự việc xoay quanh hai người diễn ra, vén màn quá khứ đau thương của Thần Kỳ Nam. Theo dự đoán, đây sẽ tiếp tục là một bộ phim tạo được tiếng vang trong năm nay.